Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Mr. Zero. Và các bạn ơi, hãy cùng với Kim Trinh để tìm hiểu và cập nhật những tin tức bóng đá hàng ngày bằng cách bấm like, subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những điều gì thú vị của mỗi ngày các bạn nhé. Làm thế nào để được nhiều người tha thính? Đơn giản lắm, bạn hãy biến mình thành một soái ca hoặc là một mỹ nữ và nhất định là phải tài năng nữa. Nhưng mà khuyên bạn không nên thử, bởi những người vừa giỏi vừa đẹp thế nào rồi cũng có ngày bị ngộp trong biển thính kia mà thôi. Nếu bạn không tin, hãy xem các chàng trai của tuyển bóng đá Việt Nam kìa. Đơn cử như là Đoàn Văn Hậu, một trong những cầu thủ xuất sắc của đội tuyển quốc gia Việt Nam, lập cú đúp trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Indonesia. Đoàn Văn Hậu góp phần quan trọng khi giúp Việt Nam thỏa mãn cơn khát vàng sau 60 năm chờ đợi. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Văn Hậu đã có những chia sẻ về mùa giải SEA Games đã qua, suy nghĩ về sự nghiệp trong tương lai, đồng thời là gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Bài chia sẻ của Hậu nhận được một lượng tương tác khủng, trong đó không ít là đến từ các cổ động viên nữ. Trong số những fan nữ thả thính cầu thủ sinh năm 1999 này, có một gương mặt gây nên sự chú ý của cộng đồng mạng bởi gương mặt xinh đẹp như thiên thần. Đó là nữ DJ Alyssa, chủ nhân của dòng comment. Cảm ơn em, Đoàn Văn Hậu đã mang hạnh phúc đến hàng triệu người Việt Nam và không phải người Việt Nam như mình. Hãy cùng tìm hiểu xem cô gái này là ai nhé. Alyssa, tên thật là Alyssa Dra Rup, sinh năm 1993 tại Zaporizhzhia, ở một thành phố cách thủ đô Ukraine 900 km về phía đông. Alyssa hiện là một DJ nổi tiếng đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trước đó, Alyssa từng theo học Đại học Quốc gia Ukraine, chuyên ngành về dịch vụ cao cấp, vận chuyển hàng hóa. Thế nhưng công việc hiện tại mà cô đang theo đuổi lại chẳng có chút liên quan đến ngành học ấy. Alyssa đã chọn ở lại giải đất hình chữ S để xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình. Theo chia sẻ, khi mới sang, bản thân Alyssa đã cảm thấy yêu mến và bị cuốn hút bởi những phong cảnh đẹp cũng như là sự thân thiện của con người Việt Nam. Trước khi chuyển đến thủ đô, Alyssa từng có thời gian dài sinh sống ở phố cảng Hải Phòng. Cô cho biết đã ở nước Việt Nam được 2 năm và Hải Phòng chính là nơi cô bắt đầu công việc đầu tiên. Việc đầu tiên mà Alyssa Drarup nhận ở Việt Nam là dạy tiếng Anh cho trẻ em ở trung tâm ngoại ngữ tại Hải Phòng. Sở dĩ lựa chọn công việc đó là vì cô rất yêu trẻ con. Alyssa cảm thấy vui vẻ khi những đứa trẻ Việt Nam mà cô dạy đều rất ngoan và dễ thương. Sau đó, cô còn chuyển sang dạy nhiều bộ môn khác như dạy piano, vẽ và múa tại một số trường quốc tế. Alyssa được học âm nhạc từ khi còn nhỏ, biết chơi piano từ năm 2004. Ngoài ra, cô cũng chơi guitar khá tốt và từng đảm nhiệm tay trống cho dàn của trường trong suốt 4 năm đại học. Cũng bởi vì niềm đam mê âm nhạc quá lớn, đặc biệt là tình yêu mãnh liệt với nghề DJ, thế nên mỹ nhân 9X này đã từ bỏ công việc giáo viên của mình và mong muốn đi theo con đường trở thành một DJ chuyên nghiệp. Alexandra rất dễ gây ấn tượng với người khác qua gương mặt tây xinh đẹp như thiên thần, cùng thân hình thon thả và gợi cảm với làn da trắng bật không tì vết. Không cần đến những bộ cánh lộng lẫy, hình ảnh cô nàng khoác lên tà áo dài truyền thống giản dị cũng đủ đốn tim dân mạng. Cô đã chụp rất nhiều những bộ ảnh xinh đẹp, duyên dáng trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam tại Hồ Sen hay bên những hàng cây, hoa đào mai khoe sắc. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, cô cũng thường chia sẻ những bức ảnh với trang phục bó sát tôn lên những đường cong nóng bỏng. Nhiều người từng bị bất ngờ khi biết rằng cô nàng DJ sexy, máu lửa trên sân khấu của quán bar trước đây từng là một cô giáo. Hẳn bạn sẽ còn bất ngờ khi biết rằng cô nàng DJ này có thể nói được 6 thứ tiếng, tiếng Nga, Ba Lan, Đức, Anh và một chút tiếng Việt. Đã sống ở Việt Nam khá lâu nhưng công việc không bắt buộc phải giao tiếp nhiều bằng tiếng Việt nên việc học tiếng của cô nàng khá khó khăn. Điều làm cho Alyssa cảm giác cô thuộc về Việt Nam rõ nhất chính là cô có thể ăn và rất thích ăn mắm tôm, trứng vịt lộn. Đây là những món mà các bạn khách nước ngoài thường rất ngại thử. Cô chia sẻ một kỷ niệm rằng trong một lần về nước để đón Giáng sinh, cô mang theo một chai mắm tôm để ăn vì ở Ukraine không có. Kết quả là mọi người trong gia đình quyết định cho cô ăn riêng vì không chịu được mùi ấy. Nếu như thường chú ý đến chương trình giải trí, chắc bạn sẽ nhận ra gần đây Alyssa từng xuất hiện trong show truyền hình Ai Là Số 1 và đã có màn tương tác vui vẻ với nghệ sĩ Anh Đức Kim Tử Long. Cô gái sinh năm 1993 thường xuyên đi du lịch đến nhiều địa danh khác nhau để nhìn ngắm vẻ đẹp thiên nhiên, trải nghiệm nét văn hóa của các vùng miền. Hiện nay, Alexandra Rup được mệnh danh là Hot Girl DJ. Cô mong muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp làm DJ của mình và học tập để tiến thêm một bước nữa trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc. Tin tưởng trong tương lai không xa, chúng ta có thể thưởng thức được những sản phẩm âm nhạc từ cô gái xinh đẹp này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!